Xin kính chào quý vị, Hải Cao Minh đang có mặt ở phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất khuya ngày 26 tháng 12 2017 sau lễ Giáng sinh một ngày nữa vậy. Và đây là khu parking của ga quốc tế. Trời Sài Gòn đang có mây, không mưa quý vị. Nhiệt độ bây giờ 27 độ C. Và đây là cái cây cầu vượt tầng 1 là ga đi, ga tiễn departure của phi trường. Quý vị thấy xe đổ để cho khách xuống trước khi vào làm thủ tục check-in. Đây toàn cảnh của phi trường. Đó. Thì ở đây có hai lane, mình đi từ ngoài đường Trường Sơn vô á, nếu mà đi xe con á mình tấp theo cái lane phải. Đó, còn đi xe tour, xe lớn thì sẽ tấp cái lên trái này vậy. Đó, và ở đây đều có máy che nên không có sợ nắng mưa. Và hôm nay trời Sài Gòn có trăng này vậy. Cơn bão số 16 không có gây ảnh hưởng Sài Gòn nhiều. Coi như hôm nay là trở lại bình thường à. Đó, nếu mà ngày đến ngày về vui thì sau 3-4 tuần 1-2 tháng thì đây là cái ngày mà không ai muốn chia tay hết gì, nhưng mà vé máy bay đã bút, lịch công tác làm ăn đã đến hẹn phải về, nên đây là những thời khắc mà bình rịnh ôm hôn nói lời tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ. Thì hôm nay là chuẩn bị Tết Tây, rồi sắp tới là Tết Nguyên Đán, Tết âm lịch cái gì. Phi trường Tân Sơn Nhất sẽ nhộn nhịp từ từ lên nè. Rồi, mời gì theo Hải Cao Minh vô xem không khí cảnh đưa tiễn của phi trường đêm khuya. Bây giờ gần 11 giờ đêm ngày 26 tháng 12 nữa gì. Đó, thì trong này có thức ăn nhanh, cà phê. Và mình coi cái lịch này để mình biết chuyến đi này gì. À, đi Thượng Hải, Tokyo, Bắc Kinh, Seoul, Osaka, London, Busan. Đó, rồi mình biết cái giờ để mình vô mình đăng ký thủ tục. Còn nếu còn thời gian thì ngồi uống cà phê ấy. Hoặc là vô làm thủ tục trước rồi vòng ra uống cà phê với người thân nè. À, đây có bảng giá gì, nước trái cây là cà phê sữa 41.000, rồi gần 2 đô ấy vậy. Giá cũng cao ha. Okay. Đó, và mỗi cột nó sẽ ghi cột số 4, cột số 5 để mình điện thoại mình hẹn người nhà đến chợ đó gặp. Đó, đây là cảnh người thân tiễn bà con họ hàng. Nếu mình có hành lý nhiều thì lấy cái xe đẩy đó vậy, mình đẩy vô nữa. À, và đây là cửa D1.
đi này. Đó, và đây mấy thùng quà đặc sản Việt Nam nè. Và tùy theo quốc gia, quý vị cẩn thận với hải quan, cái nào cấm cho mang về thì đừng có mang, cái gì bỏ uổng ha. Đây xe đẩy nè. Đó, quý vị nhìn coi có thấy người thân mình hôm nay từ Việt Nam đi về không? À, này, em cháu đến tiễn hay gì? Đây cổng số 12. 12F. 12F. Đó, làm thủ tục xong thì người thân có thể ra đây ngồi uống cà phê, ăn bánh mì. Đây, những giây phút sau cùng tạm biệt người thân trước khi lên máy bay trở về nước. À, ngồi ngay chỗ này là gì? Uống cà phê, uống nước nè. À, và bên kia là nhìn Sài Gòn by night này, Sài Gòn về đêm. Tòa nhà tập đoàn Hà Đô. Đó, đi ngồi ăn bánh mì. À, bây giờ gần 11 giờ đêm rồi nè, cái gì? Rồi, nếu ai thích yên tĩnh. Thì có thể lên lầu cái gì? Để nó sang trọng hơn. Okay. Đó, đây có thể nhìn xuống phía dưới. À, đây, bên đây sang trọng hơn vậy. Ngồi ăn uống cà phê đó.
Đây có ghế massage ngồi. Đó, khu vực check-in của Vietnam Airlines. Đó gì đây rất là yên tĩnh à. À, đây có cây thông đẹp quá vậy. Đó, y nhìn thấy đang check-in. À, hành lý ký gửi không quá 23 kg ấy vậy. Quá là mình bị trạc phí. Đó, đây là những hình ảnh sau cùng tạm biệt người thân ở gì. Vì sau khi check-in hành lý ghế bay xong á, sẽ đi vào cái chỗ màu xanh xếp hàng này. Rồi, vì thấy đây sẽ đóng dấu xuất cảnh. Coi như quý vị chính thức rời Việt Nam đó. Chúc quý vị mùa Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc. Merry Christmas and Happy New Year quý vị. Good night quý vị, hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo. Rất mong gặp lại quý vị ở Sài Gòn trong thời gian sớm nhất. Thank you. See you quý vị. Goodbye.